Máy này thì làm cho hai bạn khách người bên Lào, một cái máy 30 tấn và một cái máy cũng 30 tấn nữa, thì nhưng mà cơ đá khác nhau. Một mẻ của nó thì thường thường mình làm nó sẽ mất là 15 phút làm đá, mất khoảng 5 phút xả đá, cắt đá 5 phút, tổng cộng thời gian nó vào được khoảng tầm 22 cho đến 27 phút. Và dòng này thì dùng công nghệ nén trục vít như thế này. Bạn nhìn con nén này là nén có thể là dòng bít dơ sản xuất ở nước thứ ba, hoặc là dòng bít dơ sản xuất ở tại bên Cộng hòa Liên bang Đức. Và việc mà mua hàng sản xuất ở Đức trực tiếp hoặc là qua nước thứ ba thì do các bạn đặt thôi. Giá cả của nó có thể chênh nhau khoảng tầm 3 lần. Chào cả nhà nhá. Hôm nay là một ngày tháng 10, ngày mùa thu, tiết trời xanh mát, và Việt Nam lại tiếp tục review cho các bạn về một cái sản phẩm máy mới. Máy này thì làm cho hai bạn khách người bên Lào, một cái máy 30 tấn và một cái máy cũng 30 tấn nữa, thì nhưng mà cỡ đá khác nhau. Ở phía trước mình đây là cái máy công suất 30 tấn với cái cỡ đá là cỡ 34. Còn phía này là máy 30 tấn với cỡ đá 18. Thì tại sao có cỡ đá 34 và đá 18? Thì đơn giản thôi, khách này người ta sẽ làm một cái dạng đá để chuyên cho uống bia, người ta dùng đá to. Thì size đá là 34mm về đường kính và chiều dài là 40mm. Còn họ sẽ sản xuất đá để cho cà phê, thì size đá sẽ là 18mm về đường kính và chiều dài là 30mm. Và hiện tại chúng ta đang xem một cái máy đá 30 tấn 18, nó đang sắp sửa xả đá. Thì cái quá trình xả đá ra đá nó như thế kia, mình qua đi xem nhé. Ở trước mặt các bạn đây là cỡ đá 18. Đường kính và chiều dài của viên đá đây, đường kính là 1,8mm, chiều dài là 30mm. Và đá này thì thường thường dành cho mình uống cà phê này, nước giải khát này. Còn nếu sinh tố thì chúng ta sẽ có một cái máy xay đá để nghiền ra và làm. Đá thì thường chúng tôi làm đá đặc như thế này. Khi bảo quản thì mình đọc bảo quản ở trong kho lạnh với nhiệt độ là từ 0 đến 54 độ là khá ok. Còn khi các bạn giao hàng ở xa thì mình có thể mình để nhiệt độ tăng lên 55-56 độ để nó dính vào một chút, thì khi mình giao đá nó giã đông ra là vừa. Bây giờ máy đang xả đá rồi. Khá lạnh. Máy 30 tấn đá 18 này đang làm theo công nghệ mới nhất của Việt An năm 2024, đó là công nghệ nén trục vít. Và chúng tôi đang phát triển thêm một cái dòng máy mới hơn, đó là dùng lén trục vít nhưng mà sản xuất trực tiếp từ Đức cơ, là dòng vít dơ. Thì chúng ta sẽ dùng cả cái phần khung trong và khung ngoài đều là inox 304 hết. Chúng ta có model mới là Ivan S30T 18. Nó có thêm chữ S là vì là dùng inox 304 là chủ yếu. Đối với thị trường ở bên Lào, và ngày mai là hai khách nào cũng sẽ sang đi nghiệm thu, thì cái dòng máy công nghệ trục vít này là dòng máy là top số 1 ở bên Lào rồi. Hay. Các bạn nhìn thấy đá ra như thế này rất là đẹp, như kiểu một cái thác nước mới chảy ấy.
Với công nghệ nén chụp vít như thế này thì các bạn chỉ việc là ấn một nút thôi và máy chạy tự động hoàn toàn hết. Từ cái khâu việc báo lỗi sản phẩm là nó cũng báo tự động. Còn việc của các bạn thì chỉ việc là nó đợi đá ra và đóng đá mang bán thôi. Những vấn đề khác thì hầu như nó đã đảm bảo được cho mình về công nghệ, về chất lượng rồi. Nếu mà khi mà mình làm xong hết cái mẻ đá này, nó sẽ tự động, nó sẽ quay lại chế độ làm đá. Và làm đá xong thì nó lại tiếp tục xả đá như thế này. Thì thường thường một mẻ của nó thì mình có thể qua đây mình xem. Một mẻ của nó thì thường thường mình làm nó sẽ mất là 15 phút làm đá, mất khoảng 5 phút xả đá, cắt đá 5 phút. Tổng cộng thời gian nó vào được khoảng tầm 22 cho đến 27 phút là sẽ được một mẻ thôi. Và mỗi mẻ của nó thì nó sẽ ra đều đặn như thế. Chú ý cho tôi là cái điện áp. Ở đây Việt Nam với Lào giống nhau, mình dùng điện áp là 360V để hiệu điện thế. Và cái tần số của nó là 50Hz nhé. Ở bên Lào thì có một cái nhược điểm là các bạn thường có 3 pha lửa cho cái điện 3 pha ấy, thì cái pha 3 pha nó không cân. Nên chú ý là mình sẽ cân dòng cho nó chuẩn. Chứ điện mà nó yếu quá là sẽ rất hại máy và đảm bảo cái chuyện là sản lượng nó không được đúng đâu. Hiện tại máy bây giờ đang chạy được khoảng tầm 31 tấn rồi. Nhưng mà nếu sang Lào mà không đảm bảo với điện có thể xuống 30 tấn là vừa. Hôm nay thì mình review cho các bạn sơ về một cái dòng máy đá 30 tấn mình chuẩn bị xuất cho các bạn bên Lào. Và dòng này thì dùng công nghệ nén chụp vít như thế này. Bạn nhìn con nén này là nén có thể là dòng bít dơ sản xuất ở nước thứ ba, hoặc là dòng bít dơ sản xuất ở tại bên Cộng hòa Liên bang Đức. Và việc mà mua hàng sản xuất ở Đức trực tiếp hoặc là qua nước thứ ba thì do các bạn đặt thôi. Giá cả của nó có thể chênh nhau khoảng tầm 3 lần. Đấy. Nếu máy lớn thì có thể chênh nhau khoảng 2,5 lần giá. Riêng cái nén ấy, thì nó sẽ làm tăng giá máy lên khoảng tầm 5-600 triệu hoặc là 1 tỷ gì đó. Thì trong quá trình mà làm việc review sản phẩm như thế này thì mình cũng chỉ có thể lướt qua được như vậy. Còn bây giờ mình phải đi tiếp một bạn khách hàng người Trung Quốc Đài Loan. Các bạn đến đây thăm máy và có thể đặt đơn hàng để lắp đặt cho bên Malaysia. Thì chúng ta có thể qua đó để có thể làm việc với anh ấy một tí nhé. Đây là một cái máy mà anh ấy đang quan tâm là sắp sửa xuất đi. Đây. Anh hỏi gì em ơi? Anh hỏi gì? Anh ấy bảo là cái máy này hiện tại là nếu mà để nằm như này thì có ảnh hưởng gì cái máy nén hay không? À không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng gì. Máy này bình thường là theo khuyến cáo thì khi mà để nằm xuống là mình phải rút hết dầu với cả rút hết ga ra. Cho nên máy này trước khi để nằm phải rút hết ra rồi. Tất cả trong này rỗng hết. Xong khi mình lăn đến nơi mình lại lắp mình cho vào. Chứ nếu mà bình thường mà để nguyên dầu nguyên ga mà để nghiêng thế này thì không được. Thế là ông ấy mới hỏi là nói đúng lý là mình phải rút ra xong mình hút chân không hết. Hút chân không xong mình mới bắt đầu mình đóng công, mình đóng khối mang đi được. Bởi vì anh thấy em sản xuất cái máy 30 tấn kia kìa, là em thi chia thành hai khung thì nó hơi vất phải để làm xuống. Và mình để dựng theo đúng cái công hàng. Cái ống kia là mình trước khi xuất đi mình phải cắt. Mình cắt lại xong mình dùng cái bích thì mình nối. Khi nào đến nơi chỉ có mặt bích mình ghép lại thôi. Chưa quản tao của mình đâu thôi, mình giao chia khai. Đằng sau của mình chai chưa chia khai thì mình của mình khan lên cái phả lán. Tao sau chứ cái phả lán thì vô khứa cho gì. Nó nhìn khan phả lán lì bên sư rồi hay yếu tả tan chi thế à, yếu bây giờ. Đúng rồi. Yếu phả lán đó. Nó cái này, trên này cái này có thể trang bị nè, cái mặt cao thế à. Anh Tèo ơi, bên kia anh hoan này, cái bên này thì mình vẫn cho vào đóng công bình thường đúng không anh? Có phải tháo rỡ gì không? Cái phần thùng kia kìa.
kia là cứ thế đóng lên thôi đúng không? Cái đấy cái thùng nào? Cái thùng bên này. Thùng bên này cứ đóng thôi, là đủ công. Vừa. Đúng rồi, tính trước rồi. Cái hàng này mình chuyển sang Lào ấy thì đặc điểm cái xe tải bên Lào ấy nó to hơn xe của Trung Quốc và Việt Nam. Đi Malaysia thì thông thường là vẫn đi đường biển. Anh đi đường biển tiết kiệm hơn. Bởi vì Việt Nam là có hơn gần 3.000 km đường biển. Và mình đi đường biển nó tiện chứ mình không có lối có biên giới với cả Malaysia. Malaysia vượt qua tôi ở là xem xe có thể vận chuyển được chưa? Ok rồi. Đây nếu mà anh lấy cái máy 60 tấn thì lấy hai cái máy 30 tấn như này này. Một bên nó ra đá nhỏ, một bên ra đá to. Em ơi, cái 30 tấn 18 kia nó ra chính xác được bao nhiêu nhỉ? Công suất của nó đang được khoảng 36 tấn. 36. Cái 30 tấn đá 18 này là công suất đang được là 36 tấn. Tôi làm rất dôi. Cái nén bao nhiêu ngựa em nhỉ? 36 tấn. Anh quay đây tôi chỉ cho. Rất hay luôn. Cái này là nén là 180 ngựa. Nhưng mà làm đá bằng hai đầu ngón tay này. Là to như này. Cái này là 218 hay 24? Đá 34. 130 thì cái này chỉ được 31 tấn thôi. Nhưng mà cái kia lén cũng là 180 ngựa. Nhưng mà nó làm đá 18 nhỏ như này được tận 36 tấn cơ. Có trường hợp chúng tôi còn làm to đá to bằng bắp chân này này. Bởi vì ở có những vùng người ta đi làm nương ấy, là phải bẻ xong người ta để viên đá vào cái và cái hộp nước ấy, người ta xách lên đây cả buổi không tan hết được. Đi làm nương làm giấy ấy. Ở vùng Tây Nguyên ấy. Cho nên ở Việt Nam cũng giống như Trung Quốc là tùy theo cái mục đích sử dụng. Tùy theo vùng và thói quen mà người ta có cỡ đá khác nhau. Cái này chế tạo là vất nhất là cái dao cắt, dao bẻ đá. Cái này chế tạo là vất nhất là cái dao cắt, dao bẻ đá. 如果你那个管很大，是不是这个距离要很大？对啊。em bảo là. Nếu mà ống đá to mà đường lớn thì cái chỗ này mình phải cho to ra đúng không? Đúng rồi. Phức tạp lắm. Cái này làm nếu mà viên đá to bằng tầm này nhá, khi làm cái dao cắt đá này phức tạp lắm. Nó không giống như này đâu, phức tạp cực. Nếu mà sang 20 tấn thì nhỏ thôi, nó như bên kia thôi. Mình qua gian hàng của anh ấy đi. Gian hàng bên kia kìa.
Cái này nó gọi là ống pháo. Ống pháo. Cái đó Trung Quốc. Nó không giống Trung Quốc. Anh chế nhiều cái ống nó lạ lắm. Tự làm. Cái máy đá nếu công suất cứ lớn lên, ví dụ em làm có những cái máy đá mà công suất khoảng độ tầm 200 tấn chẳng hạn, là nó phức tạp lắm, nó phải chế nhiều kiểu để nó ra được. Chế tạo. Đây như cái này 20 tấn này làm nó rất nhỏ này. Chế là 20 tấn. Đấy nó chỉ gọn thế này thôi. Tấn. Anh thấy rất là nhỏ gọn. Cái này là bao nhiêu ngựa? 20 tấn này 90. 90匹 90匹 1匹 这个都是自己做的，嗯，自己做的，明咒，明咒。 đúng rồi, cái này nhập. Cái này cái đường dầu đi riêng nên phải có cái này riêng, cái bình này riêng. Chiếu này, chiếu này, có hai cái. Cái này riêng dầu, cái kia riêng ga. Cái này dầu, bên trái, lạnh chưa chi, lạnh chưa chi, lạnh chưa chi, 这个是自己做，上面那个自己做，这个也是自己做。嗯，这个也是自己做。嗯。 Làm theo kiểu này thì nó hiếm khi lỗi lắm. Hầu như mình làm là mình lắp cho khách xong mình chơi cả năm mà. Tiền bảo hành không mất. Làm theo kiểu này nhá. Cái máy này có anh chạy một ngày không có nước không học không cháy được. 这个机器啊，一天没有水，它跑的也不快。哦哦哦，如果没水，辣。嗯，哦，因为，因为 em ở bên Lào ấy, có một khách họ chạy ở bên này đấy, họ chạy ẩu lắm, họ chỉ biết bật để lấy máy lấy đá thôi, họ không biết sửa gì cả. Không có một lần họ kêu máy mày không chạy được, thế mình cho quân lên là cả một ngày, là từ 5 giờ sáng đến khoảng tầm 8 giờ tối quân mình lên. Đến nơi thấy nó quên cái đường nước, nó khóa hết đường nước lại, không có nước để ra đá. Ôi giời. Máy không cháy không sao cả. Nhưng nếu mà mình dùng cái dòng nén piston ấy như thế thì nó sẽ gãy tay biên ngay đấy. Gãy tay biên là hỏng ngay. Tới lâu lắm không lên mạng không review cho các bạn xem rồi. Nhiều khi nó bận quá, thông cảm nhá. Mong các bạn ủng hộ cái ăn nhiều hơn.